Các bạn được nhận quà ở đâu đấy? Chúng em nhận quà. Thế các bạn có vui không? Các đạo hữu ơi, đạo tràng Minh Bảo hôm nay rất là vui vì đã nhận được rất là nhiều cái thùng đồ hàng hóa. Tràng Minh Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội gửi đến các em học sinh ở tại trường trung học cơ sở Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chúng con những đồ dùng thiết yếu, chúng con rất cảm ơn. Chúng con sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng cho ngoan ạ. Tấm lòng hỗ trợ các trang thiết bị đồ dùng, dụng cụ học tập cho các em học sinh của nhà trường. Xin cảm ơn tất cả các cá nhân.